và các bạn đang theo dõi chương mục Văn hóa văn minh đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này ghi nhận về tình hình phòng chống dịch hiện nay trên địa bàn quận Thanh Khê. Sự chỉ đạo kịp thời từ chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, sự đóng góp tích cực của các hội đoàn thể và ý thức chấp hành tốt các quy định khuyến cáo về phòng dịch của người dân. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, kể từ lúc phát hiện ca bệnh đầu tiên tại khu tam giác Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám đến nay, trên địa bàn quận Thanh Khê đã tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới cả trong khu vực phong tỏa và ngoài cộng đồng. Trước tình hình đó, cùng với thành phố, chính quyền quận đã tăng cường các biện pháp khoanh vùng dập dịch, tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân về các quy định phòng dịch, ý thức chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân được nâng cao hơn trước. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Tối ngày 18 tháng 6, ngay sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin, vừa phát hiện một ca dương tính mới là nhân viên bảo vệ tại công ty nhựa Duy Tân, sinh sống ở đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, đã ngay lập tức triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết các F1, đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, đề nghị toàn thể người dân phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó, các nhân viên y tế quận Thanh Khê đến khắp các kiệt hẻm trên địa bàn hai phường Tân Chính, Thạc Giáng để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Việc lấy mẫu được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 yêu cầu triển khai gấp để khoanh vùng, đánh giá nguy cơ sớm nhất, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế. Những ngày sau đó, sau chùm ca bệnh với gần 50 trường hợp sinh sống tại quận Thanh Khê, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu siết chặt công tác phòng dịch, phòng tỏa cứng và thực hiện giãn cách với hơn 3.000 người dân tại đây. Những kiệt hẻm tại khu tam giác Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ được phong tỏa hai lớp, lực lượng công an phường, dân quân, y tế luôn có mặt túc trực để đảm bảo không có người dân ra vào khu phong tỏa, tập trung khóa chặt nguồn lây tại khu dân cư này. Mỗi ngày, người dân được đo thân nhiệt từ 1 đến 2 lần bởi nhân viên y tế và các tổ COVID cộng đồng. Chính quyền cũng đã cho lắp đặt hàng chục camera giám sát bên trong khu vực phong tỏa. Dưới sự giám sát của lực lượng chức năng, chỉ thực hiện giao dịch hàng hóa một chiều từ bên ngoài vào theo từng khung giờ quy định. Đến đây, lực lượng y tế quận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 4 lần cho toàn bộ người dân sinh sống trong khu vực tạm giác này, thực hiện rốt ráo các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Thành phố Đà Nẵng cũng giao Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê tiếp tục quản lý chặt chẽ các vùng cách ly y tế đã được thiết lập trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 5 tại các khu vực này, quận Thanh Khê tiến hành đánh giá mức độ kiểm soát dịch bệnh và thống nhất với ngành y tế để quyết định các biện pháp phù hợp tiếp theo. Trong đợt dịch lần này, có thể nhận thấy ý thức của người dân đã được nâng cao hơn. Trong các khu dân cư bị phong tỏa khác tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các quy định phòng dịch, người dân chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế và yêu cầu của chính quyền sở tại. Khi có một ca bệnh của quận Thanh Khê báo về thì tất cả các phường đều báo tin là đang lên tất cả những Zalo mạng đồ thông tin quần chúng đủ thứ hết đưa đến cho người dân đã thực hiện rất là tốt. Đã qua nhiều đợt dịch thì người dân đã biết cái sự nguy hiểm của dịch lai lan rất là mạnh nên chi là họ đều thực hiện nghiêm tất cả những cái việc mà về phòng chống dịch. Tại các chợ trên địa bàn quận Thanh Khê hiện nay, hầu hết tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm 5K trong mùa bán. Tuy nhiên, chợ là địa điểm tập trung đông người, nên quận Thanh Khê chỉ đạo lực lượng thường xuyên túc trực tại đây để kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân luôn đeo khẩu trang khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Kể từ 12 giờ ngày 20 tháng 6, Đà Nẵng ra công văn cấm bán hàng tại chỗ đối với các cơ sở cửa hàng kinh doanh ăn uống, chỉ được phép bán online và mang đi. Các phường trên địa bàn quận Thanh Khê đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, kết hợp gửi thông báo đến các hộ kinh doanh phổ biến quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn quận, cho đến nay, các hộ kinh doanh đã chủ động nắm bắt thông tin. Tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát trên địa bàn quận đều chấp hành tốt chủ trương không phục vụ khách tại chỗ, chuyển sang hình thức bán hàng online
hoặc bán bàn đi, có cơ sở còn tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch. Trừ Đà Nẵng mình toàn quốc á, là đều dịch hết tất cả, nhưng mà trừ theo cái quán bánh canh của mình á, chỉ bán mang về khoảng cách 2 mét từng người và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại các tuyến đường chính của quận, giao thương sầm uất, người xe đông đúc, khả năng dịch bệnh dễ lây lan, nên các hàng quán ăn uống tại đây đã thực hiện kỹ càng các biện pháp phòng dịch. Ngoài việc làm theo quy định không được bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang đi, các cơ sở này đều chăn chay thiết lập khu vực giãn cách an toàn giữa người bán và người mua. Có thể thấy, sau 4 đợt dịch trước, trong lần bùng phát dịch thứ năm này, người dân đã có nhiều kinh nghiệm và quyết liệt hơn để tự bảo vệ mình và cộng đồng trước các nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi cũng thực hiện cái chính sách của nhà nước là bán mang về cách xa 2 mét chứ không cho người đứng gần, thực hiện tốt công việc sát khuẩn trùng với lại làm tốt chủ trương 5K của nhà nước đưa ra. Từ kinh nghiệm ứng phó qua các đợt dịch trước, đội quy tắc đô thị quận và phường đã thường xuyên tăng cường các hoạt động tuần tra, giám sát dọc các tuyến đường, đặc biệt tại các khu vực gần chợ, nhắc nhở xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong là điều kiện dễ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Chính sự đồng thuận, chung tay phòng chống dịch của các cấp chính quyền và người dân là yếu tố quan trọng để có thể đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Thời gian đến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tiếp tục yêu cầu các đơn vị chức năng và các phường đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống COVID-19 bằng nhiều hình thức, tăng cường xử phạt các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch trong cộng đồng. Thưa quý vị, công cuộc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Khê nói riêng vẫn còn dài lâu, còn nhiều khó khăn nên luôn cần sự chung sức đồng lòng cao độ của cả chính quyền và người dân. Đặc biệt, sự hưởng ứng tích cực của các hội đoàn thể mà tiêu biểu có đoàn thanh niên và hội phụ nữ ca cấp. Thời gian qua, hai lực lượng này đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 quay trở lại trong tháng 6 và diễn biến khá phức tạp, nhưng các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Khê vẫn duy trì các hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Đây là chương trình Buổi sáng yêu thương của chị em phụ nữ phường Thanh Khê Tây. Với kinh phí vận động từ các mạnh thường quân và sự đóng góp của các hội viên, chị em đã tranh thủ thời gian để nấu các bữa ăn sáng cung cấp cho lực lượng chức năng và người dân tại những khu dân cư bị phong tỏa. Việc làm này được duy trì đều đặn kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Ngay sau khi dịch COVID bùng lại đối với thành phố Đà Nẵng, thì các cấp hội thì cũng chung tay vào để cùng với địa phương hỗ trợ cho hộ đội địa phương để phòng chống dịch COVID, trong đó là có công tác an sinh xã hội. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây thì cũng hưởng ứng cái phong trào của thành phố Đà Nẵng là mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa. Thì phường hội chúng tôi là cũng cùng với lại phát động trong chị em hội viên thì tổ chức những cái chương trình mà để hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly đang gặp khó khăn, như chúng tôi tổ chức nấu những cái bữa ăn sáng. Còn đối với các chi hội thì cũng đi vận động những cái suất quà để hỗ trợ cho những hội viên phụ nữ mà khó khăn trong cái đợt dịch này. Những bữa ăn đảm bảo chất lượng được trao tận tay đến người dân từ lúc sáng sớm đã góp phần chia sẻ những bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt giữa mùa dịch, giúp người dân an tâm cách ly. Kể từ khi dịch COVID-19 quay trở lại, nắm bắt được việc các hộ gia đình có thể gặp trở ngại trong việc mua nhu yếu phẩm và nhiều trường hợp người nghèo, thất nghiệp, khó khăn trong cuộc sống. Từ lúc phong tỏa khu dân cư, các cấp hội phụ nữ Thanh Khê cùng với chính quyền địa phương đã tích cực vận động quyên góp, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến người dân. Về việc mua thực phẩm hàng ngày, hội phụ nữ phường đảm nhận, nắm bắt thông tin và đi chợ giúp người dân để họ yên tâm và thoải mái nhất, chấp hành quy định trong thời gian cách ly. Những đợt đầu ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn, những người bán vé số ở xóm trọ. Tiếp theo đó là hỗ trợ cho toàn bộ người dân trong khu cách ly.
Khi tham gia hoạt động vì cộng đồng này, các hội viên ai cũng nhiệt tình, vui vẻ vì họ đều muốn được đóng góp công sức trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Dù những ngày này thời tiết nắng gắt, nhưng những bữa ăn nghĩa tình, rau không đồng, ly nước yêu thương của chị em phụ nữ vẫn đều đặn đến được với người dân các khu phong tỏa. Hiện nay, cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cùng vào cuộc tập trung toàn lực để đẩy lùi dịch COVID-19, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Đà Nẵng trong thời gian qua. Đoàn viên thanh niên quận Thanh Khê cũng đã hăng hái tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Ngay sau khi thành phố có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, các đoàn phường đã nhanh chóng tập trung lực lượng thanh niên tại địa phương, phân công nhiệm vụ. Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức các tuyến đầu chống dịch. Phát huy tinh thần thanh niên xung kích tình nguyện khi mà có dịch COVID xảy ra, thì đoàn viên thanh niên thì tham gia trực chốt tại địa phương, tham gia công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để phòng tránh dịch COVID-19 và cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm trong các khu cách ly cho bà con. Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức các tuyến đầu chống dịch và người dân khó khăn trên địa bàn đã được triển khai liên tục những ngày qua. Lực lượng thanh niên tình nguyện phường Thạc Gián vận chuyển quà, nhu yếu phẩm vào khu cách ly cho các hộ gia đình, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn thanh niên phường Tân Chính làm hàng trăm ly nước giải khát cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn phường. Chi đoàn các trường học đều đặn nấu những bữa ăn nhẹ để hỗ trợ cho các chốt trực cách ly trên địa bàn phường Thạc Gián. Những hành động nhỏ này đã mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, giúp họ tiếp tục kiên cường thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh. Phóng sự về hoạt động chung tay phòng chống dịch của các hội đoàn thể trên địa bàn quận Thanh Khê đã khép lại chương trình Văn hóa văn minh đô thị kỳ này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.